Chuyện gửi tiền vào cái gọi là ngân hàng Etobank để huy động nhận lãi khủng tới 600% một năm mà chúng tôi đã phản ánh trong các bản tin trước. Theo các hội nhóm trên mạng xã hội thì hiện nay ít nhất đã có hàng nghìn người bỏ tiền vào đây. Thế nhưng lãi khủng đâu chưa thấy mà còn có nguy cơ mất cả gốc khi mà ngân hàng điện tử tự xưng này đến nay đã không còn hoạt động. Còn những người giới thiệu là đứng đầu mô hình cũng mất hút. Nhiều ngày nay, hàng chục người dân từ nhiều tỉnh thành trong cả nước đã đến đây để gặp những người môi giới, mong lấy lại được số tiền khi gửi vào ngân hàng tự xưng Etobank, nhưng lần nào cũng đều thất bại do môi giới không đến. Tôi liên hệ với cái chị mà rủ tôi vào chơi thì nhắn tin không trả lời và gọi điện cũng không nghe nữa. 3 ngày sau thì thấy thông báo là sập sàn rồi. Website của cái gọi là dự án Etobank cũng đã đóng. Những người vốn vẫn tự xưng là đứng đầu dự án giờ cũng biệt tăm. Tài khoản bị khóa, 200 triệu đi vay nặng lãi gửi vào Etobank giờ có nguy cơ mất trắng, nên suốt 3 tuần qua, người phụ nữ này không dám trở về nhà. Cầm nhà cầm cửa, về nhìn mọi người cũng thấy ngại vì là mình mang một cái tiếng là người đàn bà. Không phải chồng phá nữa mà là vợ phá. Theo con số thống kê chưa đầy đủ, ước tính hiện có khoảng 1.500 người là nạn nhân của đường dây ngân hàng tự xưng Etobank, đa số là đi vay để tham gia. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều thì đến tiền tỷ đồng. Không ít trong số đó đã không còn khả năng trả nợ. Theo luật sư, mô hình huy động vốn hứa hẹn trả lãi cao của Etobank ngay từ ban đầu đã có các dấu hiệu bất thường. Do không có nhà sản xuất kinh doanh thật sự, nên khả năng cao sẽ là lấy tiền của người tham gia sau, trả cho người tham gia trước. Chiêu thức đặt tên là Etobank cũng là để lập lờ, khiến cho người tham gia dễ bị nhầm tưởng đó là ngân hàng. Tôi thấy rằng là đây là một cái dấu hiệu rất là rõ của tội lừa đảo, đấy là người ta nhận tiền và sau đấy thì người ta có cái hành vi trốn tránh trong cái nghĩa vụ trả tiền, có cái sự kết hợp giữa huy động vốn trái phép rồi là hoạt động đa cấp biến tướng và lợi dụng trên cái nền tảng công nghệ để chiếm đoạt cái tiền của nhà đầu tư. Không đòi lại được số tiền 200 triệu tham gia vào Etobank cũng không dám trở về nhà. Giờ đây người phụ nữ này chỉ còn cách rời xa quê hương, đến thủ đô để làm thuê, làm mướn. Với công việc này, không biết đến bao giờ chị mới tích đủ số tiền đã mất ở trên để có thể trở về quê. Trao đổi với phóng viên bản tin tài chính kinh doanh, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an nhận định thời điểm cận Tết, các tội phạm hoạt động theo mô hình lừa đảo đa cấp biến tướng sẽ có xu hướng gia tăng. Để đấu tranh mạnh với loại tội phạm này, Bộ Công an đã và đang tiếp tục phối hợp. Ok. Các anh em, kẹo ngon không? 600% một năm, đúng không? Đấy. Lý do mình làm cái tiêu đề này là để hút mọi người, những người mà thích làm giàu nhanh, ngồi một chỗ, sẽ bỏ tiền vào thì sẽ có tiền lãi, đúng không? Và hoặc là những người mang tâm lý là ok, ngành tài chính này nhiều admin, nhiều leader, họ rất là tốt. Thế giới này họ luôn yêu thương nhau, đúng không? Họ luôn san sẻ, họ luôn cho chúng ta những cái thông tin, những cái món quà, những cái quả ngọt. Mà chúng ta chỉ cần ngồi chỗ chúng ta há cái miệng ra thì nó rớt trên trời, rớt xuống vài chục phần trăm một năm, vài trăm phần trăm, e cấp băng, kèo 600% một năm và anh em mình thấy cái kết, đúng không ạ? Đây. Và đây đâu phải là cái câu chuyện lần đầu tiên, mình cũng nói rất là nhiều trên kênh Jacoby này rồi, anh em ai có phải lên thì lên nghe lại, nói rất nhiều. Tại sao hôm nay lại nói lại về việc này? Đây là kênh Facebook của tôi. Tại sao hôm nay lại nói lại về việc này? Tại vì hôm nay có ba trường hợp họ nhắn cho tôi. Có ba trường hợp họ nhắn cho tôi, cho nên hôm nay cô làm clip này. Đầu tiên nói về cái việc mà làm giàu nhanh, nói với các anh em nha, ở trong ngành tài chính này á, làm giàu nhanh là có và nghèo nhanh cũng có, nhưng làm giàu nó không có dễ, làm giàu nó không có dễ, đúng không ạ? Và cái khái niệm phạm trù làm giàu nhanh và làm giàu dễ nó là hai cái khái niệm phạm trù nó khác nhau hoàn toàn. Những thằng làm mà làm giàu nhanh á, ví dụ như trong group này đúng không, bữa có mặt lờ nào nói á, một năm nó lấy ba cô vợ, đúng không? Năm nay nó lấy vợ, nó mua thêm chiếc mô tô, đúng không ạ? Đâu đó khoảng trăm mấy củ. Nó mua thêm chiếc Beijing 7X, cũng 700 mấy củ.
800 củ. Đó, mấy thằng mặc lờ đó làm giàu nhanh đó. Nhưng mà không có dễ, hình dung không ạ? Cái khái niệm nhanh và dễ nó khác nhau hoàn toàn. Để những thằng mặc lờ nó như vậy mà nó làm giàu nhanh được như vậy là nó phải trả biết bao nhiêu cái kinh nghiệm, cái kiến thức, lăn lộn trong thị trường này, ăn biết bao nhiêu mắm tôm, học biết bao nhiêu thứ. Các bạn hình dung không? Cho nên tại sao cô làm cái clip này là bởi vì vừa rồi có một bạn nhắn tin là: anh ơi, em rất là tâm huyết với nghề này, em rất là tâm huyết với nghề này rồi em thua quá các kiểu. Bảo là em có thể theo anh làm sư phụ thì không, có đâu cần mấy chuyện đó. Ủa, nhà tôi bao việc, có đâu rảnh hán có làm mấy chuyện đó cho các bạn đâu các bạn. Các bạn phải hiểu là trên đời này không có cha con thằng nào nó có trách nhiệm với cái sự giàu sang hay cái sự nghèo khổ của chúng ta hết. Cuộc sống mỗi người một cuộc sống, các bạn hình dung không? Không có nghĩa là nó thành công, nó giàu để nó phải kéo các bạn lên, không có chuyện đó. Làm cái chuyện đó, bạn muốn làm được cái việc đó, bạn muốn làm cái việc đó, bạn phải trả phí cho nó bỏ mẹ ra luôn đấy. Các bạn hình dung không? No money no talk. Đó là luật của ngành tài chính này. Cho nên nếu như các bạn vẫn còn mang một cái tư duy là thằng mặc lờ nào đó trên trời dưới đất hay là thằng admin nào đó nó tốt với các bạn và nó cho các bạn kèo và nó kéo các bạn lên về bờ gì đó, thì các bạn còn nộp tiền cho cái market này dài dài. Cô nói khẳng định với các bạn luôn. Tại vì sao? Tại vì cô trải qua trong thị trường tài chính này lâu rồi. Những cái con đường các bạn đi, cô đi qua rồi. Và cô nói nặng như vậy là để các bạn không phải vấp phải. Cô muốn các bạn đi đến cái con đường, cái đích đó nó nhanh hơn. Chứ đừng có trên cái đoạn đường đó thấy chỗ này dừng lại tí, thấy chỗ kia dừng lại tí, do học đường ít kinh nghiệm rồi đi tiếp. Phí thời gian, phí của thanh xuân của các bạn, phí tiền bạc. Tỉnh lại dùm tôi một cái nha. Là câu trả lời thứ nhất. Đời này không có gì free cả. Nếu có, vấn đề là chưa có cái TB của nó chưa chốt lời bạn đó. Các bạn hình dung không? Nó chưa chốt lời bạn đó. Đến một cái ngưỡng nào đó nó cũng phải chốt lời bạn thôi. Vấn đề là giá nào. Ok chưa? Là câu trả lời thứ nhất nha. Đừng có IBM câu hỏi việc đó. Câu trả lời, câu giải quyết câu thứ hai là: anh ơi, em có đứa cháu nó chơi Forex, nó nghiện quá rồi, nó cháy, vừa cháy 2 tỷ mà nhà cũng có điều kiện các kiểu, bây giờ không biết làm sao khuyên ngăn nó. Cô xin trả lời luôn cho các cộng đồng, cho mọi người luôn, đừng khuyên ngăn nó. Cái việc của các bạn bây giờ, cái việc của các bậc phụ huynh bây giờ là đừng có cho nó tiền, cho nó ra ngoài đường ăn xin đi, bỏ đói nó đi, nó không chết đâu các bạn. Đừng lo nó nhảy lầu nhảy cầu, nó không chết được nha. Khi mà đi đến tận cùng rồi, ai cho nó 10.000 đồng hay là 50.000 đồng nó sẽ rất là trân trọng. Hoặc nó cảm thấy là nó kiếm 10.000 đồng và 50.000 đồng hoặc là 100.000 đồng rất là khó, thì lúc đó nó mới trân trọng cái đồng tiền, thì lúc đó nó mới ngừng lại. Bản chất đánh bên Forex rủi ro cực kỳ. Nếu các bạn không có thâm niên dưới 2 năm, 3 năm các bạn chơi, các bạn thua sạch. Các bạn có bao giờ các bạn nghiệm lại cái tài khoản của các bạn sau 6 tháng nha. Đừng có tính theo cái 1 tháng hay 1 tuần. Nó không nói được kết quả đâu các bạn. Bèo nhất cũng phải 3 tháng, 6 tháng. Nếu trong 3 tháng, 6 tháng lợi nhuận của bạn, tổng lợi nhuận 3 tháng luôn mà bạn có được lãi trên 15% là bạn thành công. Hoặc là 6 tháng lợi nhuận của bạn lãi được trên 15% và rút ra nha. Chứ còn để trên đó thì không thành công. Và tôi khuyên các bạn những trường hợp đó như vậy thì các bạn nói nó không có nghe đâu. Chỉ khi nào mà nó không còn tiền, nó phải đi kiếm tiền và nó trân trọng cái đồng tiền của nó thì lúc đó nó mới biết. Còn khuyên nó không có nghe. Ok không? Quay lại tiếp về những cái kẹo ngon 600% một năm. Ok. Hồi nãy các bạn nghe cái clip đó, các bạn có nhận định gì không? Có thấy những cái người như những cái cô gái kiểu này là ngồi khóc các kiểu, họ nói là thấy đáng thương không? Đáng thương hay đáng trách? Thực tế những cái người này á, vừa đáng thương vừa đáng trách. Cho nên ở bên cộng đồng cô hay nói, đối với người thì cô sẽ không giúp tiền, giúp đồ ăn hay là thức ăn hay giúp, cô không giúp gì đó. Cô không có cái tâm lý đi giúp người. Giúp vật thì giúp cái đó được, giúp vật thì cho đồ ăn được. Nhưng giúp người các bạn nên giúp về kiến thức, về tri thức. Các bạn thấy một cái gia đình nghèo khổ quá, con cái họ ham học, hiếu học, nghèo khổ quá, ông bố nhậu nhẹt. Các bạn giúp họ, các bạn mua chiếc xe đạp, các bạn cho họ tiền, cho mua xe đạp cho họ, xong rồi một tháng sau bạn quay lại bạn thăm cái gia đình đó, cái chiếc xe đạp của đứa con đã bị ông bố bán đi uống rượu, mua rượu uống. Tiền học phí thì ông bố cũng lấy đi tiêu xài. Vậy thì các bạn thấy các bạn làm việc đó nó vô nghĩa không? Cho nên nếu như mà muốn giúp người thì các bạn hãy giúp bằng cách khác, đừng có giúp bằng vật, giúp bằng kiến thức.
đó là cái quan điểm cá nhân của tôi nha. Đấy, tiếp, những cái kèo ngon các bạn hình dung như thế này nè, những cái kèo ngon hay những cái tổ chức mà nó huy động vốn nó trả lãi cho các bạn cao á, các bạn phải đặt câu hỏi là tại sao nó phải kiếm những cái con cá con như các bạn, những cái đám đông như các bạn. Nếu nó chứng minh được năng lực của nó, có khả năng tạo ra một cái nguồn lợi nhuận trên ngân hàng thôi, chỉ cần trên ngân hàng thôi, các bạn biết không, ngân hàng lãi suất bây giờ là 6,5% một năm, mới hạ xuống còn 3 hay 4% một năm nữa kìa, vất vả lên đến nơi rồi. Ai không biết cái đó là tại sao nghe lại cái bài này. Tôi dự báo đến bây giờ hầu 5 ngày trước nè, hầu như là chuẩn, đúng không? Không có lệch gì cả. In tiền Euro, EU, khó nghe EU, Trung Quốc, rồi Thái Lan, rồi Nhật Bản, Việt Nam. Công 157.000 tỷ chuẩn bị ra trong 4 tháng tới. Chuẩn dự báo, đúng không? Dự báo chuẩn. Đấy. Thế thì những cái thằng mà nó có cái năng lực mà nó kiếm được tiền trong thị trường này, nó không cần được huy động vốn các bạn, nó chỉ việc nó gặp những sắc, những ông lớn ở Việt Nam, ví dụ như bác Vượng nè, đúng không, Sắc Hưng nè, Sắc Liên nè, gặp những người đó và họ show ra cái năng lực kiếm tiền của họ. Đối với những cái người mà có, những cái người tỷ phú, những cái người mà thật sự giỏi về tài chính, họ có con mắt nhìn, họ đánh giá được cái năng lực đó ok không. Nếu ok cái họ bỏ vốn gấp 10.000 lần của các bạn bỏ, các bạn hình dung không, nó không cần phải đi huy động vốn, không cần phải làm hội thảo, làm những cái trò đó. Cho nên nếu như nó làm với chúng ta phải đặt câu hỏi, kèo ngon như vậy tại sao nó không đi bán thận ông bà già nó bỏ vào, xong rồi nó ít hai tài khoản, nó lấy 4 quả thận nó lắp lên luôn cho nó quay. Nó không cần, nó kêu họ hàng nó chơi, nó không cần kiếm các bạn hình dung không. Cho nên cảnh lại giùm tôi là điều thứ nhất. Cái thứ hai, cô vẫn hay luôn hay nói, bản chất mỗi người có một cái lực tay cầm tiền, một cái lực giữ tiền. Người mới bước vào thị trường này, họ đánh cái năng lực của họ đâu đó đánh 50 đô, 100 đô cho đến 500 đô đổ lại. Người chơi lâu hơn tí thì năng lực của họ có thể đánh được là 500 đô, 1.000 đô, hoặc x2, x3. Nhưng nếu như mà đưa cho họ 10.000 đô, 100.000 đô họ đánh, họ không đánh được. Họ rất là dễ cháy tài khoản, họ rất là run tay, tại vì tâm lý cầm tiền lớn họ không có. Cho nên chúng ta nhìn nhận cái việc này, chúng ta thấy là mỗi người nó sẽ có một cái tâm lý, một cái lực tay giữ tiền, cầm tiền. Thế thì nếu như các bạn gặp một thằng nào đó trade giỏi, các bạn gửi cho nó 300 đô, ok, nó trade cho các bạn, nó trả lãi cho các bạn bình thường. Các bạn thấy ngon quá, các bạn huy động vốn lên 3.000 đô, 30.000 đô các bạn gửi cho nó. Các bạn cứ nghĩ là nó sẽ cho các bạn cái kết quả như 300 đô đã làm, thì các bạn sai lầm, là bởi vì lúc này cái lực tay, lực giữ tiền của nó được tăng lên. Hình dung không? Tâm lý của người trade nó khác. Cho nên các bạn biết những cái nhà giao dịch quỹ chân chính nó ăn đâu đó là 0.5% hoặc 1% hoặc 2% là nó chốt, nó không có như các bạn ăn 100%. Tại vì cái nguồn vốn của nó rất là lớn, volume, cái volume đánh của nó rất là lớn. Ok chưa? Thông cái này chưa? Đúng không? Và những cái người này nếu như ở vị thế của bạn từ 300 mà lên đến 30.000 đô bạn gửi cho nó, hoặc là 3.000 đô bạn gửi cho nó, thì nhiều người như bạn gửi cho cái người huy động vốn, thì lúc đó cái rủi ro của cái người cầm tiền cực kỳ cao. Nó trade win thì các bạn cũng chết, nó không trade win thì các bạn cũng chết. Tại sao? Cô giải thích. Nếu nó không trade win, nó mất tiền thì các bạn chết là cái chắc rồi, nó không có tiền trả các bạn, nó trốn, đúng không? Còn nếu như nó trade win thì càng chết, bởi vì những cái người mà nhận được tiền ở cái ngưỡng 3.000 đô nhận được tiền, họ không có dừng lại, lòng tham họ sẽ trỗi dậy, họ sẽ đi vay, đi kêu bạn bè bơm tiền tiếp thêm cho cái người này. Và những người này nhất định cũng sẽ không dừng lại, họ cũng sẽ có lòng tham, họ nhận thêm tiền, họ nhận thêm tiền. Chính vì như vậy cho nên cái việc huy động vốn thì nó là một cái đà tăng, một cái đà đi lên như vậy, thì vốn càng lúc càng lớn. Cho nên dù cho họ trade win đi chăng nữa thì vô tình cái tâm lý và cái thời gian nó sẽ kéo làm cho cái vốn của cái người huy động nó tăng lên, đến cái ngưỡng nào đó sẽ bị vỡ bong bóng, bị chết, bị sập. Cho nên từ trước đến bây giờ không có, cô thấy hầu như cái trò nào mà cô thấy được nó nằm trong ba yếu tố huy động vốn, ba yếu tố cốt lõi để là nhận định một cái trò cam, là cô thấy xong phim, không có thằng nào sống được. Ba yếu tố đó như thế nào các bạn nghe lại trên clip Rickhead Trading này, các bạn tự tìm, cô nói nhiều lắm cô không nhắc lại, ok chưa? Đó, cái thứ ba nữa đó là vị thế bản thân. Hồi nãy trong clip này có một cái đoạn của một cái cô ngồi khóc, một cái cô ngồi khóc là vay tiền các kiểu. Cô nói với các bạn nha, phước bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, đừng có cố đi vay thêm. Cũng giống như những cái người mà huy động vốn, năng lực của họ đang đánh 300 đô, y dễ dàng x2 x3
thì đánh cái đó cho quen rồi nâng dần dần lên 500, 1000 đô đánh đi. Chứ đừng có thấy là 300 đô đánh lên X2, X3 dễ quá, xong huy động vốn lên 30.000 đô đánh. Có nghĩa là bạn chứ cái năng lực của bạn, cái phước của bạn, cái sức điều hành của bạn nó nằm ở cái ngưỡng đó. Thì hãy làm ở ngưỡng đó, đó là cái vị thế của bạn. Phải hiểu được cái vị thế của bản thân. Đừng có đi làm những việc khác, cũng giống như đừng có làm quá sức mình. Cũng giống như các bạn đi cặp gym, cặp tạ đấy. Tay của các bạn chỉ nâng được quả 5kg trong 12 cái thì ok nâng đi. Nâng khi nào lên được 15 cái thì nên nâng tạ. Chứ đừng có thấy người ta nâng ngon quá, cái nâng đổi cần 5kg, nâng 12 cái đổi sang quả 10kg, nâng 3 cái xong ngồi thở rồi nâng tiếp 3 cái. Nó không có hiệu quả. Ok chưa? Còn cái việc là các bạn thấy các bạn, những cái cô lúc nãy trên cái clip đấy, đi huy động vốn rồi ngồi khóc, khóc cái gì? Thế giới này không có lỗi. Lỗi vô chúng ta. Chúng ta tham. Chúng ta đi huy động vốn, chúng ta đi vay xã hội đen để vào. Thì nó giật của chúng ta thì là bình thường. Khi những người đó mà đi mượn tiền này các kiểu là họ phải tính trước một cái đường là SL, là một cái mức stop loss. Tức là nếu như mà tiền này mất thì điều gì sẽ xảy ra, chúng ta có phải nhảy lầu nhảy cầu không? Xác định trước cái này rồi hãy vào. Ok không? Đấy. Ok, hôm nay chỉ nói clip ngắn gọn như vậy thôi. Sắp tới cô vẫn sẽ làm những cái clip ngắn, hy vọng giải quyết được tâm lý của các bạn, giúp cho các bạn hiểu dừng ra ha. Và đời này không có cái gì cho không biếu không. Vào ngành tài chính này kiếm tiền dễ đấy, kiếm tiền nhanh đấy, nhưng kiếm tiền không có dễ nha. Muốn kiếm tiền nhanh là bắt buộc phải có rất là nhiều cái kiến thức trong đó, cái trải nghiệm, đúng không? Một lát cô sẽ, những cái clip cũ cô có nói về cái lý thuyết đau rồi, một lát cô sẽ up cái đường link dưới cái note trong cái clip này, các bạn cứ nghe lại đi là các bạn sẽ thông ra hiểu tại sao. Và vừa rồi có một bạn nói: anh ơi, em chơi khô quá, bây giờ muốn học tắm các kiểu nhưng mà no money. Cô nói với các bạn nè, nếu các bạn chơi dễ dàng, các bạn dễ dàng thắng, các bạn không cần phải học đi học cha con nào đó, các bạn không cần. Các bạn khô, các bạn mới phải đi kiếm các thầy bà các bạn học. Các bạn hiểu điều đó không? Và đó là một cái điều tất yếu, và đó là một cái điều tự nhiên trong xã hội này, đúng không? Hình dung không ạ? Cho nên đời này những cái người mà thành công là họ phải trả cái giá trước đó rồi. Và những cái giai đoạn mà chúng ta thua như vậy, hay là giai đoạn chúng ta như vậy, gặp những sự cố như vậy, chúng ta phải cảm ơn những điều đó. Và chúng ta ráng, chúng ta nếu mà quyết tâm học, chúng ta ráng chúng ta vượt qua những cái cản này, đúng không? Vượt qua những cái giai đoạn này, kiên trì học kiến thức, học ở đâu đó cũng được. Cô rất cần các bạn kiếm tôi, các bạn hãy kiếm bất kỳ ai. Nhưng nếu như các bạn có cái niềm đam mê, cô khuyên các bạn đừng có bỏ cuộc. Cô thật, khi các bạn đạt được, cái bạn qua được cái ngưỡng đó rồi nha, qua được cái cản đó rồi, nó cũng giống như BGC nãy cô cho kèo nè, chuẩn bị nó lên cái đỉnh này nè, đúng không? Chuẩn bị lên KB nè, con Liên cũng như vậy nè. Khi các bạn qua được những cái cản đỉnh cũ này rồi nè, các bạn đi sóng ba nó rất là lớn, rất là lớn. Và trong ngành tài chính này á, chỉ cần các bạn tự do được tài chính, các bạn thoải mái lắm, các bạn tự do thời gian, tự do các kiểu, muốn làm cái gì làm. Dịch bệnh trước đây không có dịch bệnh, bây giờ có dịch bệnh thì không đi đâu được, nhưng trước đây cô nói với các bạn cô muốn đi đâu rồi cô đi, còn sau cũng muốn đi sinh thì cô bút vé đi thôi, cũng đi Phú Quốc thì cô đi, thoải mái lắm. Nhưng để đạt được cái ngưỡng đó nó không hề dễ, bắt buộc các bạn phải chảy mồ hôi, nước mắt, máu, uy tín, danh dự, niềm tin, người thân, tình thân, bạn bè. Cái ngành tài chính này nó như vậy, cứ dính tài chính thì nó sẽ lột hết tất cả cái bộ mặt của xã hội này đang đeo. Và tôi không có, nhiều người nói anh thương giúp em chơi khô quá, anh có thể chỉ hướng dẫn em các kiểu của nó. Của public mà có những cái clip của public trên đây này, các bạn tự mò lên học đi. Còn kêu cô kèm các bạn hay gì đó, no money no shop, các bạn hiểu không? Không có cái chuyện đó. Nhà cô bao việc, cô đâu rảnh háng cô đi làm việc đó cho các bạn nè, các bạn hiểu không? Hiểu cái đó không? Đấy. Và các bạn hiểu một điều các bạn hiểu một điều như thế này. Ở trong thị trường này á, trade mọi người đều phải trải qua cái giai đoạn sắp mặt lời này hết. Và chúng ta đừng bao giờ thương hại con người khi họ nằm trong cái hoàn cảnh khó khăn nha. Cô nói cái này có lẽ các bạn hơi bị sốc, nhưng đó là quan điểm cá nhân của tôi. Để đánh giá một người, các bạn đừng bao giờ đánh giá khi họ đang khó khăn. Khi họ đang khó khăn, họ đang thua lỗ, họ sẽ kiếm thầy bà, kiếm thần Phật, lương tâm họ trỗi dậy, họ sẽ nói đạo lý, họ sẽ cầu mong là ok,
như vừa rồi trên cộng đồng nè, có bé nào nó đu công, có bà nào nó đu cái con nào đó trên đây, hỏi con nó bị cái gì vậy mà sao giảm ghê quá, bây giờ chỉ còn mong về bờ thôi. Cô mới hỏi là vậy thì lúc đầu vào vì lý do gì? Vào vì thấy nó ăn quá cho nên vào. Vậy thì vào vì lý do gì thì ra vì lý do đó đi, đúng không? Và đối với những người đó cô không có thương hại, những người đó chết là đáng. Tại vì sao các bạn biết không ạ? Chỉ có khi mà họ khó khăn họ mới nói đến chữ từ bi, họ mới kiếm đến thần Phật, họ mới đòi về bờ. Nhưng khi bây giờ cô nói chỉ cần giá nó lên một vài cây xanh về là điểm entry ngay ban đầu, họ chắc chắn họ có nhảy bờ, họ có nhảy thuyền, họ có thoát như ban đầu họ nghĩ không? Hay là họ nghĩ trời lên lại rồi mừng quá, gồng tí nữa. Tâm lý con người nó như vậy đó. Khi mà họ có tiền, họ không có nghĩ là họ phải đi học. Các bạn biết là bây giờ cô tài chính cô khá ok, cô may mắn. Nhưng cô đi học suốt. Cô đi học, cô ngồi, cô không để cái đầu óc cô rảnh. Cô học nhân tướng, học tất cả các kiểu. Và cái nào hay hay thì cô chia sẻ lên đây. Cô muốn để cô ngồi chỗ này nè. Các bạn nghe lại những clip này. Xem chỉ tay đúng không? Các kiểu phong thủy trong có trong đây hết. Lên trên đây mà nghe. Cho nên để đánh giá một con người, các bạn đừng bao giờ đánh giá khi họ khó khăn. Khi họ khó khăn thì họ rất là mong về bờ. Nhưng khi về bờ rồi họ quên hết thần Phật, họ quên hết thầy bà, họ quên hết những cái giai đoạn khó khăn của họ. Họ lại nghĩ đến những cái TB cao hơn, xa hơn. Họ lại nghĩ là họ phải có cái này, có cái nọ, quen em này đẹp, em kia này nọ, các kiểu. Đủ kiểu hết. Cho nên đối với tôi là vậy đó. Tại vì sao? Bản chất market nó phản ánh cái hiện thực của xã hội này rất là chân thật, không sót cái nào cả, lột sạch hết bộ mặt, những cái mặt nạ của đám đông đang đeo. Cho nên đừng ai mà nhắn cho tôi em thua quá, hãy thương em đi, thương cái bíp, thương em không có tiền kìa, không có chuyện mà anh thương em nha. Sống trong ngành tài chính này, ai vào ngành tài chính này cũng vì tiền, không có ai vào ngành tài chính này, ví dụ mua Bitcoin 59.000 đô, có ai vào là vì mua Bitcoin giá này là vì tội nghiệp mấy đứa nhỏ nó đu giá này lâu quá rồi, cả tháng trời rồi, thôi mua ủng hộ nó cho nó thoát về bờ. Có ai mua vậy không? Đúng không? Các bạn vào ngành tài chính này thì các bạn vào vì tiền, money and money. Cho nên nếu như mà các bạn mất tiền thì chẳng qua là các bạn không có kiến thức, các bạn không có tâm lý, các bạn mất tiền. Cho nên chấp nhận, phải chấp nhận. Hiểu không? Ok, dám chơi, dám chịu. Đó, tại vì ai vào ngành tài chính này cũng vì tiền cả. Thế thì tại sao có những cái động đến đồng tiền mà các bạn lại tâm lý lại lăng tăng? Cái đó là cái cản trong lòng các bạn đó. Hình dung không ạ? Đấy, tôi thì phong cách tôi không có như những ông mặc vest, nhiều vần dùng những cái lời làm hội thảo, nói những cái lời ngọt, không có. Tại vì sao? Tại vì cô có tiền mà. Cô có thói quen, cô không có cần phải nhìn mặt cha con nào sống hết. Hiểu không ạ? Đấy. Và những lời chia sẻ chân tình của cô có thể là rất là chói tai, ai nghe được thì nghe không được thì biến khỏi cái channel này. Cảm ơn. Như vậy thôi. Các bạn quá giỏi rồi, các bạn tự cho ai, không cần nghe cái này. Còn ai cảm thấy thấm thì nghiệm đi. Vấn đề là nghiệm xong rồi phải thực hiện. Kỷ luật. Bạn có hai sự lựa chọn, một là kỷ luật, hai là trả giá cho việc đó nha. Rồi, bye mọi người. Có giờ cô zoom cho kênh học viên rồi, nãy giờ clip này cũng hai mấy phút nha. Kèo ngon 600%. Ai thấy kèo này hay thì share cho mấy thằng bạn thân đang chơi coi cùng với mình á, share cho nó nghe đi. Hay là share cho mấy cái bà mà đang vào dự án nào ngon 30-40%, 200% á, share cho mấy bà nghe và tỉnh lại nha. Chào các anh em thiện lành.